Chào tất cả anh em, mình mới về được hai cái cây bơm mỡ bò của nội địa Nhật. Đây là những cây bơm mỡ bò tầm trung chuyên dụng để anh em vô mỡ bò làm trơn các chi tiết. Thì cái cây mỡ bò nội địa này thì nó thiết kế là thân của nó là nhôm nguyên khối nha anh em. So với mấy cái dòng khác thì nó làm khác hơn, chất lượng của nó thì của Nhật thì nó làm có vẻ là bóng bẩy và chắc chắn hơn. Rồi cái hàng mới bây giờ nó làm những cái vỏ khá là mỏng manh. Thì cái cây mỡ bò này nó rất là thích hợp cho anh em sử dụng để bơm những chi tiết ốc máy rồi nhỏ gọn. Tổng chiều dài của nó thì nó dài là 33 phân. Hàng chuẩn made in Japan anh em, cây này là chuẩn made in Japan. Còn cái này là hàng nội địa, nó có khắc nữa chữ nội địa trên này. Nó hơi mờ nên mình không có quay rõ cho anh em thấy được, nhưng nó đây. Đó. Khắc chữ nội địa lên. Hàng này cây này là chuẩn nội địa nha anh em, chứ không phải là hàng hàng nhái nha anh em. Thì cái cây bơm mỡ bò này nó có một cái của Nhật nó làm thì nó có cái là nó ngon hơn so với cái hàng thị trường hiện nay. Đó là cái đầu bơm của nó là rất là khó bị tét trong quá trình anh em bơm. Đó. So với những cái cây bơm của bên ngoài thì quá trình anh em thợ bơm nhiều là hay bị tét cái đầu bơm này lắm. Thứ hai là nó ít bị xì cái mỡ bò. Thì cái độ kín của nó, cái ron của nó chặt lắm. Đó. Cái này là anh em mua những cái cây Nhật bãi, cây bơm mỡ bò Nhật bãi này về phản hồi với mình là nói cái bơm mỡ bò của Nhật nó có cái hay chỗ đó. Đó. Thứ ba là nó bơm nhẹ tay. Đó. Rất là nhẹ tay so với những cái dòng khác thì bơm thấy nó nặng tay. Đó. Và nó lên mỡ đều. Thì mình bán cây bơm mỡ bò của Nhật bãi này với giá là 250 ngàn, chưa phí vận chuyển một cây. Chỉ có hai cây như thế này thôi. Đó. Thì anh em nào quan tâm cái cây bơm mỡ bò này thì liên hệ mình. Giá rất là hợp lý để anh em mua về làm nghề. Hàng này chuẩn Nhật Bản sản xuất nữa nên anh em sử dụng lâu dài. Rồi xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh em.